Hôm nay tôi xin giới thiệu môn học xác suất thống kê. Tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy môn toán của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nội dung hôm nay sẽ gồm giới thiệu môn học, mục đích môn học và các quy định của môn học xác suất thống kê tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giới thiệu môn học, thứ nhất là tên học phần, tên là xác suất thống kê, tiếng Anh là Probability and Statistics. Mã học phần là MI3030 hoặc là 2020, tùy từng đối tượng. Khối lượng là 33208, tương ứng với số lý thuyết là 30 tiết và bài tập là 30 tiết. Đối tượng tham dự là cho sinh viên đại học. Học phần cần học trước đó là giải tích 1 và giải tích 2. Mục tiêu của học phần là giúp cho sinh viên nắm vững các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu quy luật xác suất và các công cụ phân tích thống kê thông dụng. Và từ đó thì sinh viên có khả năng phân tích và xử lý các mô hình ngẫu nhiên trong thực tế. Nội dung vắn tắt của môn học, một số những cái khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên, các luật phân phối xác suất thông dụng, luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm. Tiếp theo là phần thống kê, nội dung môn học bao gồm lý thuyết chọn mẫu, lý thuyết ước lượng, kiểm định giả thuyết, phân tích tương quan và hồi quy. Nhiệm vụ của sinh viên đó là các anh chị khi tham dự khóa học xác suất thống kê này thì cần phải tham dự và có mặt ở trên lớp đầy đủ theo quy chế, làm bài tập, hoàn thành các bài tập của học phần. Ở Đại học Bách khoa Hà Nội thì có danh sách những cái bài tập mà người ta gọi là đề cương bài tập riêng và sẽ đưa cho các anh chị để các anh chị luyện tập. Thí nghiệm, hoàn thành đầy đủ các bài thí nghiệm của học phần. Trong đó có những cái bài mà cần phải sử dụng một ngôn ngữ lập trình R trong việc giải quyết những cái bài toán xác suất thống kê. Đánh giá kết quả thì điểm QT có nghĩa là quá trình chiếm 30% và điểm cuối kỳ là 70%. Các anh chị còn phải làm bài tập đầy đủ, hoàn thành bài tập lớn, kiểm tra giữa kỳ. Thi cuối kỳ thì có thể là trắc nghiệm hoặc tự luận, nhưng mà ở trường Đại học Bách khoa thì hầu hết đều là tự luận. Đây là tài liệu tham khảo. Đối với sinh viên trường Đại học Bách khoa thì giáo trình chính đó chính là sách lý thuyết cũng như là sách bài tập có tên là xác suất thống kê của tác giả là Tống Đình Quỳ, nhà xuất bản giáo dục năm 2000, và những sách tham khảo khác như là quyển Applied Statistics and Probability for Engineers của Montgomery, Dunkla, Ruger and Georgia, và quyển thứ hai là Introduction to Probability Models của Sheldon và Ross, nhà xuất bản Academic Press năm 2000.